Cái bài Pháp Hoa là một bài thơ ngắn nhất mà tôi được phổ nhạc. Bất cứ trong tất cả những cái bài thơ mà tôi đã phổ nhạc từ trước tới nay của nhiều thi sĩ, chứ không phải là chỉ có riêng của thiền sư thế nào. Nhưng mà cái bài Tóc Pha là cái bài mà tôi thấy là ngắn nhất nhưng mà gây nhiều ấn tượng nhất trong tôi. Cho nên khi tôi phổ nhạc bài đó thì tôi thấy là nó nhiều rung động lắm, rất là rung động. Và cái nhóm mà bạn trẻ mà thường đến với tôi khi mà tôi đang soạn những ca khúc đó, thì trong đó có anh Phiến, có chị Loan, có cô Trang, thì tôi nghĩ là mấy cái người đó là cái người mà đầu tiên tôi đã trao gửi cái rung cảm của tôi đến những người bạn trẻ đó. Và khi tôi hát lên cái ca khúc mà Tóc Phai đó, qua cái sự rung động của tôi, thì tôi nhìn thấy những người bạn trẻ đó rất là rung động. Vì tôi nghĩ rằng đây là một cái mà kết hợp giữa thơ với nhạc hoàn mỹ nhất trong 12 ca khúc của tôi là. Tôi nghĩ rằng là như vậy. Về bản nhạc Người Thợ Săn và Đàn Chim Nhỏ thì cái cảm tưởng của anh như thế nào về cái bản nhạc đó? Bởi vì Thanh Thủy thấy cái bản nhạc nó rất là đạo, cái ý nghĩa rất là đạo. Xin cho biết cảm tưởng của anh. Thì thưa quý vị, là con người ta họ có nhiều cái mà rất là ngộ nghĩnh khi mà cầm cái súng chĩa vô một người khác. Cái lòng họ không căm thù gì cái người khác, đến người đó mà họ vẫn nhẫn tâm bóp cò. Cũng như là con chim nó bay trên trời như vậy, con chim nó đang đậu, nó đang díu dít với nhau trên cành như vậy, mà cái người thợ săn bóp cò để cho con chim rớt xuống. Bởi vì khi mà cái niềm vui của cái người mà bắn chết một con chim đó thì nó lại đi ngược với cái điều mà những con chim xung quanh mà đã bị lẻ bại. Thì tôi thấy cái phi lý của cái cuộc sống, cái phi lý của cái mà người diệt người đó. Thì tôi đã viết ca khúc đó với cái niềm cảm xúc của tôi là tại sao con người lại có những cái mà lạnh lùng mà đối với nhau như vậy. Thì tôi nghĩ là nếu mà mọi người họ nhìn nhau, họ khi mà muốn dùng những lời mà đau đớn giao cho nhau, hoặc là siết cái cò xuống, nghĩ lại một chút xíu, thì chắc có lẽ thế giới này sẽ hạnh phúc hơn. Tôi xin chân thành cảm tạ nhạc sĩ Nhật Ngân và ca sĩ Khánh Ngân đã đến Thung Lũng Hoa Vàng trong chiều thơ nhạc hôm nay. Thưa quý vị, cảm ơn. Thank you.
Thank you.